Kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư ngày 28 tháng 8 năm 2024, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hội chợ triển lãm tôn vinh hàng Việt năm 2024 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh với 220 gian hàng của các doanh nghiệp có sản phẩm tiêu biểu từ khắp các lĩnh vực kinh doanh. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng. Với chủ đề Hàng Việt tiêu biểu hội nhập quốc tế, sự kiện tiếp tục hướng đến mục tiêu thực hiện hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn thành phố, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh theo phương châm hàng Việt Nam chinh phục người Việt bằng chất lượng, thương hiệu, uy tín, góp phần phát triển kinh tế thành phố. Các ngành hàng trưng bày rất đa dạng như thực phẩm chế biến, hàng nhựa gia dụng, dệt may thời trang, dược phẩm và hóa mỹ phẩm, mỹ nghệ, trang trí nội thất, dịch vụ. Trong khuôn khổ sự kiện còn có trọn bộ chương trình hỗ trợ doanh nghiệp miễn phí.